Bản tin trưa ngày 20 tháng 10. Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin trưa ngày 20 tháng 10. Khỏe Tự Nhiên xin phép được thay đổi một chút về bố cục chương trình. Đầu tiên sẽ là những tin đáng chú ý trong nước. Tin tại Việt Nam, 128 người thiệt mạng và mất tích, miền Trung nguy cơ xảy ra thảm họa. 6 tỉnh Trung Trung Bộ lũ vượt mốc lịch sử, ảnh hưởng 240.000 hộ dân. Hà Tĩnh lên kịch bản phá tràn hồ Kẻ Gỗ lần đầu sau 40 năm. Người dân Nghệ An, Hà Tĩnh gói hàng ngàn chiếc bánh chưng gửi tặng bà con vùng rốn lũ. Tin thế giới, Mỹ thuyết phục các nước đang phát triển tẩy chay thiết bị viễn thông Trung Quốc. Mỹ kêu gọi Brazil giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Nghi ngờ hacker Trung Quốc ăn cắp dữ liệu vaccine của Nhật Bản. Sau đây là thông tin chi tiết. Đầu tiên, chúng tôi xin cập nhật tình hình mưa lũ tại Việt Nam, cũng như công tác khắc phục hậu quả và cứu trợ người dân. Có 128 người đã thiệt mạng và mất tích, miền Trung nguy cơ xảy ra thảm họa. Theo VN Express, mưa lũ và sạt lở đất khiến số người tử vong ở 10 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã tăng lên 102 người, số người mất tích là 26 người. Vào tối ngày 19 tháng 10, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai thông tin, 3 tỉnh thiệt hại về người nhiều nhất là Quảng Trị 48 người, Thừa Thiên Huế 27 người và Quảng Nam 11 người. 13 tuyến quốc lộ và nhiều tuyến đường giao thông địa phương bị ngập, sạt lở và hư hỏng. Hiện nay, áp thấp nhiệt đới ở phía đông Philippines đang di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão, tiến vào các tỉnh miền Trung. Đồng thời, dự báo mưa lũ còn kéo dài và đang mở rộng ra phía Bắc. 6 tỉnh Trung Trung Bộ lũ vượt mốc lịch sử, ảnh hưởng tới 240.000 hộ dân. 3 đợt bão hoành hành vào miền Trung trong 3 tuần qua đã gây hậu quả mưa lũ vô cùng lớn, thời tiết thì bất thường. Tình hình mưa lũ này khiến cho toàn bộ lưu vực 6 tỉnh Trung Trung Bộ vượt mốc lịch sử, ngập sâu 212 xã, 260.000 hộ dân bị ảnh hưởng. Mưa còn gây nên tình trạng sạt lở núi chưa từng thấy, sạt trượt không theo quy luật. Đơn cử tiểu khu 67, đoàn kinh tế quốc phòng 337 là vùng thấp, xung quanh toàn là rừng, nhưng sạt lở diễn ra bất thường mà không lường trước được. Tiếp đó là sạt lở núi ở Thanh Hóa, người dân di rời khẩn cấp. Hàng chục quân nhân và người dân tại bản Sáng Hàng, xã biên giới Yên Khương, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa đã phải di rời khẩn cấp vì tình trạng sạt lở đất hôm 19 tháng 10 vừa rồi. Theo đó, hàng trăm mét khối đất từ trên núi đã bất ngờ ào ào đổ xuống khu vực nhà dân và chắn ngang tỉnh lộ 530, làm ách tắc giao thông. Tình trạng sạt lở đã khiến bản Sáng Hàng bị chia cắt. Đã có ít nhất 9 hộ dân với hơn 30 người phải di rời khẩn cấp đến nơi ở mới. Trước mắt, chính quyền địa phương đã lập rào chắn để hạn chế người qua lại từ hai đầu của hiện trường sạt lở. Trong khi đó, tình trạng sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khi thời tiết đang tiếp tục có mưa. Còn tại Quảng Bình, sạt lở san phẳng một trạm bảo vệ rừng. Vào chiều tối ngày hôm qua, thông tin từ công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Công nghiệp Long Đại, Quảng Bình cho biết, trạm bảo vệ rừng là trạm Thác Voi, đóng tại huyện Bố Trạch thuộc lâm trường Trường Sơn, vừa bị san phẳng do sạt lở đất. Rất may là vụ sạt lở không gây thương vong về người. Theo xác nhận, cả 4 nhân viên thuộc trạm này vào sáng cùng ngày đã di chuyển về trụ sở lâm trường để tránh trú. Cũng tại Quảng Bình, mưa lũ gây ngập và cô lập nhiều bệnh viện, gây khó khăn cho công tác khám chữa bệnh. Theo dân trí, lối đi vào cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy, Quảng Bình đã bị ngập sâu hơn 2 mét, trung tâm phát điện của bệnh viện cũng đã bị ngập. Toàn bộ tầng 1 bị chìm ngập trong nước, trong đó có các khoa khám bệnh, cấp cứu, dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn, khoa sản, kho dược, v.v. Ngoài ra, hệ thống xe cứu thương cũng bị ngập nước nhiều ngày nay. Không chỉ tại Lệ Thủy, Bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh cũng đang rơi vào tình cảnh tương tự. Đến trưa ngày 19 tháng 10, toàn bộ khu tầng 1 của bệnh viện này đã bị nước lũ nhấn chìm. Tại Huế, hơn 4 km đê biển hỏng nặng, cần khẩn cấp gia cố. Do ảnh hưởng của các cơn bão số 6 và số 7, có ít nhất hơn 4 km đoạn đê biển bị sóng dữ đánh hư hại, khả năng xâm thực tràn bờ rất cao nếu không được gia cố kịp thời. Ngày hôm qua, ngày 19 tháng 10, lực lượng chức năng huyện Phú Vang đã phối hợp với người dân khẩn cấp sửa chữa, gia cố các đoạn đê kè biển bị hư hại nặng. Có tổng cộng hơn 3.500 người, gồm quân nhân, người dân trong huyện,
tỉnh cùng nhau gia cố đê biển khẩn cấp khi chỉ vài ngày nữa một áp thấp nhiệt đới đang chuẩn bị vào miền Trung. Hà Tĩnh lên kịch bản phá tràn hồ kẻ gỗ lần đầu sau 40 năm. Theo VnExpress, ông Trần Duy Chiến, Phó Chi cục trưởng Thủy lợi Hà Tĩnh cho biết, mực nước hồ kẻ gỗ ngày 19 tháng 10 đã dâng cao ở cao trình 33,8m, vượt ngưỡng an toàn là 32,5m. Tỉnh đã tính tới phương án dự phòng là phá tràn sự cố hồ kẻ gỗ. Đây là lần đầu tiên trong 40 năm cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh lên phương án phá tràn hồ kẻ gỗ nhằm đảm bảo an toàn công trình. Tuy nhiên, đến 19 giờ tối ngày hôm qua, lượng mưa đã giảm, mực nước ở cao trình 33,7m nên tỉnh đã không sử dụng phương án này. Theo ông Chiến, phương án tiếp theo để điều tiết nước trong hồ là mở hai cửa xả, lưu lượng 840 m3 trên giây. Hồ Kẻ Gỗ thuộc xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, gồm một đập chính và 10 đập phụ với sức chứa hơn 300 triệu m3 nước. Nước từ hồ theo các tuyến kênh chính có chiều dài 250 km, tưới cho hơn 21.000 hectare đất canh tác của các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh. Từ khi chính thức vận hành vào năm 1979 đến nay, hồ Kẻ Gỗ chưa lần nào phải phá tràn sự cố. Tại Quảng Nam, yêu cầu xả 3 hồ thủy điện lớn để đón lũ. Để chuẩn bị ứng phó với áp thấp nhiệt đới đang vào Biển Đông và đảm bảo an toàn cho vùng Hạ Du, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu 3 hồ chứa thủy điện A Vương, Đắc Mi 3 và Sông Bung 4 xả nước hồ. Cụ thể, yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương, Công ty Cổ phần Thủy điện Đắc Mi và Công ty Thủy điện Sông Bung tổ chức vận hành luân phiên 12 giờ để không tạo dòng chảy đột biến ở vùng Hạ Du trước 18 giờ ngày 23 tháng 10. Tiếp theo là thông tin về cứu trợ vùng lũ. Trung ương xuất ngân sách 500 tỷ đồng để cứu trợ miền Trung. Theo Dân trí hôm 19 tháng 10 dẫn tin, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề nghị tạm cấp từ dự phòng ngân sách Trung ương năm 2020 hỗ trợ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh, mỗi tỉnh 100 tỷ đồng. Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ 5 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Hà Tĩnh, trong đó mỗi tỉnh 1.000 tấn gạo để cứu trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ, yêu cầu Bộ Tài chính chỉ đạo xuất cấp ngay. Người dân Nghệ An, Hà Tĩnh gói hàng ngàn chiếc bánh chưng tặng bà con vùng rốn lũ. Trước tình hình mưa lũ đang diễn ra trên diện rộng, khiến cho các tỉnh miền Trung bị ngập chìm trong biển nước, hàng nghìn chiếc bánh chưng đã được người dân chuẩn bị gấp rút để kịp thời chuyển đến các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình và Thừa Thiên Huế tiếp tế cho bà con, giúp họ có thêm lương thực trong những ngày sống chung với lũ. Bên cạnh đó, các thành viên trong câu lạc bộ làm du lịch tại Quảng Bình quy tụ nhiều chủ nhà hàng, khách sạn ở thành phố Đồng Hới đã bàn luận và quyết định tổ chức hoạt động nấu ăn cứu trợ bà con. Nhóm đã nấu được 500 suất trong ngày đầu tiên và dự tính sẽ nấu 10.000 suất trong vài ngày tới. Kính thưa quý vị, có một biệt đội cano không đồng được thành lập khi nước ngày càng dâng cao. Thời gian này, mỗi ngày lại có nhiều đoàn từ thiện đổ về miền Trung để hỗ trợ đồng bào, người mang tiền, người mang gạo, người mang theo mì tôm và quần áo, với hy vọng sẽ giúp đỡ phần nào để vượt qua thiên tai. Trong đó, có một nhóm bạn trẻ đã thành lập nhóm từ thiện với tên gọi Biệt đội cano không đồng từ Đà Nẵng ra vùng lũ Quảng Trị để ứng cứu người dân. Người đứng đầu thành lập nhóm là anh Trần Đăng Vinh. Thông tin về biệt đội cano không đồng được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều người. Trong thời điểm nước lũ ngày càng dâng cao, ngoài những nhu yếu phẩm hàng ngày, việc dùng thuyền, cano ứng cứu người dân gặp khó khăn cũng rất là cần thiết. Trường Đại học Thương mại hỗ trợ mỗi sinh viên của trường có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, nơi đang chịu thiệt hại nghiêm trọng vì lũ lụt, số tiền là 10 triệu đồng. Tiếp theo, mời quý vị chuyển qua phần tin thế giới. Tại châu Mỹ, Mỹ thuyết phục các nước đang phát triển tẩy chay thiết bị viễn thông Trung Quốc. Theo thời báo Phố Wall, chính phủ Mỹ đang nỗ lực thuyết phục các nước đang phát triển tránh xa thiết bị viễn thông của Trung Quốc và sử dụng các giải pháp thay thế mà Washington cho là an toàn hơn và ít ràng buộc hơn. Bà Bonnie Glick, Phó Giám đốc Toàn cầu của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ cho biết, Mỹ sẵn sàng cung cấp các khoản vay và các khoản tài chính khác có khả năng trị giá hàng tỷ đô la cho các quốc gia này mua phần cứng từ các nhà cung cấp ở các nước dân chủ chứ không phải từ Trung Quốc. Theo bà, cơ quan này sẽ thuyết phục các chính trị gia và các cơ quan quản lý ở các nước đang phát triển không sử dụng thiết bị viễn thông của hai gã khổng lồ Trung Quốc là Huawei và ZTE. Bà Glick nói rằng, thông điệp gửi tới các nước đang phát triển sẽ nhắm vào hai chủ đề, đó là
thiết bị của Trung Quốc dễ bị gián điệp tấn công và các khoản vay mà các cơ quan tài chính Trung Quốc cung cấp có thể khiến các nước rơi vào bẫy nợ. Bà lập luận rằng, có rất nhiều chuyện xảy ra rồi, nhiều nước ngập trong nợ rồi bị Trung Quốc nắm quyền kiểm soát tài sản quốc gia. Mỹ kêu gọi Brazil giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Theo Reuters, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Mike Pompeo hôm 19 tháng 10 đã cảnh báo Hoa Kỳ và Brazil cần giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vì an ninh của chính mình khi hai nước tăng cường quan hệ hợp tác kinh doanh. Tại hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về việc gia tăng hợp tác Mỹ-Brazil nhằm phục hồi sau đại dịch, ông Pompeo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng quan hệ song phương và rủi ro to lớn xuất phát từ sự tham gia đáng kể của Trung Quốc vào nền kinh tế của họ. Ông nói, chúng ta có thể tìm ra những cách để có thể tăng cường thương mại giữa hai quốc gia. Chúng ta có thể giảm sự phụ thuộc của mỗi quốc gia của chúng ta đối với các mặt hàng quan trọng đến từ Trung Quốc. Tổng thống Brazil ông Jair Bolsonaro được cho là muốn đi theo xu hướng trên, song đang gặp phải khó khăn vì Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Brazil. Bắc Kinh mua phần lớn đậu nành và quặng sắt từ quốc gia Nam Mỹ. Tổng thống Bolsonaro vẫn chưa quyết định liệu có cấm các công ty viễn thông Brazil mua thiết bị 5G từ Huawei, tập đoàn viễn thông lớn nhất Trung Quốc hay không. Tiếp theo là tin tại châu Á, nghi ngờ hacker Trung Quốc ăn cắp dữ liệu vaccine của Nhật Bản. SCMP hôm 19 tháng 10 cho biết, Nhật Bản đã phải đối mặt với các cuộc tấn công ăn cắp dữ liệu về vaccine từ hồi tháng 4, nhưng chưa có báo cáo về việc thông tin bị rò rỉ. Theo hãng bảo mật thông tin CrowdStrike của Mỹ, những tin tặc này nhiều khả năng là người Trung Quốc. Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của CrowdStrike, ông Scott Jacob, đã liên hệ các cuộc tấn công mạng với một cuộc chạy đua giữa các quốc gia để trở thành nước đầu tiên sản xuất vaccine COVID-19. Trung tâm Quốc gia về chuẩn bị cho sự cố và chiến lược an ninh mạng của chính phủ Nhật Bản đã yêu cầu các nhà sản xuất vaccine nâng cao mức cảnh báo trước những nỗ lực đánh cắp thông tin bí mật này. Tiếp theo, Ấn Độ bắt giữ một binh sĩ Trung Quốc ở biên giới. Theo Reuters, quân đội Ấn Độ hôm 19 tháng 10 cho biết đã bắt được một binh sĩ Trung Quốc sau khi người này đi lạc qua biên giới tranh chấp khu vực phía Tây Himalaya. Ấn Độ cũng cho biết người này đã được cung cấp hỗ trợ y tế, thức ăn và quần áo ấm và sẽ được trao trả khi hoàn tất các thủ tục. Nguồn tin ngoại giao ở New Delhi cho hay, quân đội Ấn Độ đã nhanh chóng đưa ra thông báo về việc bắt giữ để đảm bảo vụ việc không làm tình hình leo thang căng thẳng và quân đội Trung Quốc đã gửi đề nghị điều tra tung tích của binh sĩ mất tích. Tuy nhiên, phía Trung Quốc hiện chưa bình luận về các thông tin trên. Hiện có hàng ngàn binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc đang được triển khai ở khu vực biên giới tranh chấp này. Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình trưa nay của chúng tôi. Như đã thưa với quý vị vào ngày hôm qua, qua những ý kiến đóng góp thời gian vừa rồi của quý vị để đáp ứng nhu cầu của khán giả, Khỏe Tự Nhiên xin phép đưa phần tin trong nước lên trước, sau đó là tin thế giới. Chúng tôi xin thông báo để quý vị tiện theo dõi. Và nếu có bất cứ thắc mắc nào, quý vị hãy để lại bình luận bên dưới quý vị nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đăng ký kênh Khỏe Tự Nhiên. Xin chào và hẹn gặp lại!